Trong buổi lễ kỷ niệm 125 năm thành lập khách sạn Transylvania, Gracy hoài niệm về những ngày đầu khi Mavis còn bé, khách sạn mới khai trương, cuộc sống của hai cha con đang vui vẻ hạnh phúc cho tới khi chàng rể Johnny xuất hiện, bây giờ không chỉ còn hai người chúng ta mà thành ba người. Johnny ngáo đá vừa hát vừa nhảy mấy động tác nhìn đau lưng đau khớp vãi trưởng. Vậy mà mọi người vỗ tay thích thú như đúng rồi. Gracy muốn đuổi Johnny vào hậu cung và để mình chủ trì, nhưng Mavis khuyên Gracy hôm nay chỉ cần ngồi im và xem thôi, vì Johnny tăng động đã dốc hết toàn bộ IQ cả đời chắc chiêu được để tổ chức buổi kỷ niệm hôm nay. Thôi xong, Gracy biết mình tới công chuyện rồi. Ngay khi ban nhạc vừa chơi, Dennis cưỡi Tinkers vào chúc mừng Gracy. Winnie cho pet phun lửa lên vòng rồi nhảy qua nhảy lại. Johnny hưng phấn, như mới đập mấy cân đá ra hiệu cho Frank, vừa đạp xe vừa tung hứng mấy cây cưa. Nghe nói trong lúc luyện tập chỉ cần thay hai cánh tay là được. Một tượng băng khắc hình Gracy nhìn như order trên sáp về được đưa vào. Trông mặt mũi trông Cider chưa kìa. Bầy sói con của Wayner ôm dòng chữ chúc mừng kỷ niệm chạy vào, mà một đứa lỡ vấp té nguyên đoàn sấp mặt luôn, sau lắp ra cái dòng chữ nghĩa đọc không ai hiểu. Mấy ông zombie tiếp tân vừa múa lửa nhìn như mấy con rối hơi, đứa sau đụng đứa trước thành ra bóp tim tự thiêu nhau luôn. Frank nhìn lấy lửa thì teo, ba cái cưa máy bay tùm lum, một cái cắt ngang băng rôn rồi bay vào Blabby lắc lắc, một cái cho đi luôn cái chùm đèn, một cái bay qua chỗ tượng đá xích cái đầu đến cho Gracy. Nhà này cái gì cũng tới tay tao hết á. Trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, Gracy ngưng động mọi người, sửa chữa lại mọi thứ, chỉ trừ Mavis là không bị ảnh hưởng. Mavis biết Gracy không thích Johnny nhưng dù sao Johnny cũng dốc hết sức tổ chức buổi tiệc hôm nay rồi. Hay quá làm xong để bố vợ đi dọn hết. Nhưng biết sao được, trái tim Mavis lỡ đập trúng nhịp với Johnny rồi, cho dù hoàn hảo cũng không thích, thích khùng khùng ngáo ngáo vậy hơn. Mavis hy vọng Gracy sẽ cho Johnny ngáo vài cơ hội thể hiện bản thân. Dọn xong Gracy biến mọi người lại như cũ, và cho Mavis biết bữa tiệc này còn một phần vô cùng đặc biệt nữa. Johnny chuẩn bị bắt đầu phần tiếp theo thì bị Gracy đá đít sang một bên. Đúng nửa đêm Gracy sẽ thông báo một chuyện vô cùng đặc biệt. Trong lúc chờ thì cứ quẩy đã, cho nhạc sung dễ sợ chưa? Eric cơ hỏi Gracy đã sẵn sàng cho bài phát biểu chưa? Eric cơ biết Gracy sắp nghỉ hưu, và mọi thứ ở đây sẽ trở nên khác đi khi Gracy trao quyền điều hành lại cho vợ chồng Johnny và Mavis. Khả năng hóng chuyện với tần số siêu âm của Mavis đã nghe được điều này. Gracy muốn trao quyền thừa kế lại cho Mavis, nhưng nhìn thằng con rể ngáo đá chán không chịu được nên giờ Gracy vẫn lăn tăn. Dù gì Gracy cũng muốn bắt đầu một chương mới cuộc đời với Eric cơ, nên đã đến lúc buông tay khách sạn rồi. Mavis nghe lố đến đoạn Gracy và Eric cơ giải cầu lương thì nổi da gà, nhưng vừa thấy Johnny đến liền spoil cho luôn chồng những gì mình vừa nghe được. Nghe xong ping của Johnny lag tới nóng luôn đầu. Nhưng Johnny vẫn hơi chạnh lòng vì biết Gracy vốn không xem mình là một thành viên của gia đình. Mavis an ủi một lúc thì mút hưng phấn tăng lên. Johnny đi khoe với tất cả mọi người, nhìn thấy Gracy liền đi khoe với Gracy luôn. Gracy đang tập dượt trước những lời phát biểu, lấy sẵn chìa khóa khách sạn ra, Johnny vào và tưng tưng kể việc mình sẽ thay đổi khách sạn thế nào khiến Gracy dừng khoảng chừng 2 giây, không hiểu thế lực nào đã khiến mình nghĩ rằng sẽ cho nó tiếp quản công sức 125 năm của mình. Sau một hồi suy tính thì Gracy quay xe. Gracy cất chìa khóa, bịa ra cái luật bất động sản từ thuở sơ khai khi trái đất chưa có ai để dọa Johnny. Đó là nếu một con người lên tiếp quản thì bất động sản đó sẽ bị phạt và mất quyền sở hữu. Johnny Niter tin sái cổ. Gracy diễn nét buồn vô cùng thật chân khi nói Johnny không phải là quái vật nên không nhường ngôi được. Johnny hỏi ngược lại thông báo lớn mà Gracy muốn nói với mọi người là gì. Rồi xong. Cảm giác giáo viên vào lớp và gọi chúng đứa chưa học bài lên bảng ùa về. Eric Kerr và Mavis vô cùng mong chờ lời thông báo này, còn Johnny chủ ú như bốc bài bị quắc. Gracy ập từ nãy giờ vẫn chưa vào được chủ đề chính, bị bạn bè chửi cho nên ráng dặn ra vài chữ, nhìn sang Blabby uống nước người nở ra, nên liền thông báo kỷ niệm 125 năm khách sạn thành lập, một nhà vệ sinh mới sẽ được xây lên. U là trời, từ quốc lộ lạc hẳn sang ngoại ô, mọi người cũng ráng vỗ tay cho gia chủ vui chứ chẳng hiểu mô tê gì. Mavis hụt hẫng vì nghĩ mình nghe lầm, Johnny cũng không dám thú nhận với vợ. Nói xong Gracy liền nói Blabby lên nhạc, mọi người cũng không nhớ về lời phát biểu ba láp ba xàm đó, nữa mà lên sàn quẩy luôn. Gracy lươn lẹo tìm cách né Eric Kerr và Mavis. Johnny ngồi than vãn ngay kế bên Van Helsing nên ông ta muốn giúp Johnny biến thành quái vật, ngay tại phòng thí nghiệm của mình. Nhưng được cái ông ta không nhớ mình để nó ở xó nào. Johnny luồn lách qua mọi góc cùng Van Helsing muốn chật luôn xương khớp. Cuối cùng ông ta cũng tìm ra gậy chiếu bức xạ hoán đổi quái vật, biến con người thành quái vật và ngược lại. Đỉnh của chóp,
để trừ đường cho Johnny còn về gặp vợ con. Van Helsing thử nghiệm thuốc trên con chuột lang Gigi trước. Ông ta chỉnh nút đỏ rồi bắn một phát, chuột lang biến hình nhưng nhìn vẫn dễ thương. Này đúng chuẩn gu em rồi. Johnny muốn mình trở nên ngầu nên order răng nanh, bảy mắt bắn laser cả bảy. Đồ free mà má đòi hỏi thấy ghê à, tùy duyên đi ba. Van Helsing chĩa gậy bắn một phát Johnny biến thành cái gì nhìn lạ lắm. Bên trên vẫn nhạc sập sình. Gracie tìm 7749 cách né Ericker và Mavis. Lúc trốn dưới gầm bàn thì nghe được tiếng con nào hú thấy dưới đất. Gracie lần theo, đi xuống phòng thí nghiệm của Van Helsing. Hello hello một hồi, Gracie nhìn thấy đằng sau đống sắt thép kia có con quái vật đang tới gần mình. Nhìn mặt tấu hài VL. Johnny đặng đó hả con? Cái nét hậu đậu theo từ lúc còn làm người sang tới quái vật. Johnny hào hứng khoe hàng mới tậu với bố vợ, còn Gracie thì hỏi chấm không biết nó biến thành người kiểu gì. Johnny lấy ra cây gậy của Van Helsing để giải thích, sau đó nói Gracie có thể trao lại khách sạn cho mình và Mavis như mong muốn. Ai muốn má? Chưa xong vụ này thì Johnny lại muốn đi nghe vợ về version mới của mình. Gracie đương nhiên không muốn Mavis biết, liền cầm cây gậy biến đổi dí theo Johnny. Gracie đổi lại nút xanh, bắn ra phát nào trượt phát nấy. Gracie bắn chúng anh tiếp tân này lúc còn là người đẹp trai quá nè, ai ngờ con đồng đội tới cắn phát về lại như cũ. Số anh su quá. Gracie nhìn thấy nên tự nhủ phải bắn cho cẩn thận vì quanh đây toàn quái vật. Johnny chạy qua hành lang đúng lúc có con zombie kéo hành lý qua che hết mẹ đường. Gracie biến hình lách qua, qua xong thì bắn một phát trượt ra bên ngoài, rồi bay lung tung cho đến khi nhập vào bức tượng đá mà Johnny làm cho. Johnny băng qua ngã tư gặp Dennis cùng Winnie đang dắt pet đi dạo. Con trai yêu nhìn một phát nhận ra bố ngay. Gracie đuổi theo đến chỗ Johnny, Dennis còn nghi ngờ nên hỏi lại. Nhưng Gracie dùng phép thôi miên để hai đứa quên đi chuyện này. Johnny chạy hoài chạy mãi cũng ra được chỗ bữa tiệc. Gracie nã theo chục phát đạn mà Johnny né được hết, mà cái nét hậu đậu vẫn còn nên té sấp mặt vào thanh máy. Gracie biến hình bay lên theo. Phát này mà không trúng nữa thì thôi. Trúng thật nhưng mà không trúng Johnny, trúng ngay Gracie. Gracie rơi tự do theo từ tầng trên cùng xuống dưới đất, trên đường đang rơi thì biến hình thành con người. Johnny biết có chuyện không lành nên cũng lao đầu theo xuống dưới. Hội anh em bạn gì đang ngồi chiêu bên cửa sổ, thì nghe thấy tiếng rơi hai lần liền chạy ra xem. Nước trong hồ bơi cạn hết trơn, có mỗi Johnny trong đó. Tranh thủ khoe với các chú về skin mới của mình luôn cho nóng. Còn Gracie thì không hiểu sao trên lủng lẳng trên nóc nhà. Đám bạn vẫn không biết chuyện, hối Gracie xuống hoài. Tao giờ không bay được nên rớt xuống cho tụi bay vừa lòng nè. Đó giờ mới hiểu ra. Murray liền bay đến đón bạn mình tiếp đất. Gracie giờ về lại thân xác con người, nhìn phèn hẳn. Bụng thì phệ tóc thì sơ xác. Gracie chết trong lòng nhiều chút, thằng con rể còn da khè mình biến thành quái vật còn Gracie trở lại thành người. Gracie nhanh chóng đi tìm cây gậy bắn tỉa, mà nó hết hỏng mất tiêu. Gracie thấy Mavis tới gần liền kéo Johnny đi nhưng Johnny vẫn muốn khoe vợ trước. Gracie liền thôi miên Johnny đi theo mình mà còn phép đâu hả ông? Không dùng phép được nên Gracie dùng mưu, dãy đành đạch để nói Johnny đưa mình đến chỗ Van Helsing. Trước khi đi còn không quên dặn đám bạn giữ bí mật với Mavis. Bốn ông còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà Mavis vừa gọi cái rén hết người nên, cũng dáng nhảy mấy điệu không ai thấu được giữ kín cho bạn mình. Mãi là anh em. Van Helsing nhìn cây gậy của mình bị vỡ mất viên pha lê, không sửa được. Gracie lủi lõm muốn sửa lại cây gậy liền bây giờ, nhưng viên pha lê này hiếm có khó tìm, đến Van Helsing cũng phải mất 3 năm mới tìm được. Nhưng may mắn ông ta thông minh biết gắn định vị lên viên đá, một giây sau liền biết được đồng loại viên đá đang nằm ở tận Nam Mỹ. Johnny thấy kèo này là dễ, chỉ cần nhảy xuống tìm vài viên mang về là xong. Nhưng mà ăn của ngoại đâu dễ, đầu tiên phải băng qua rừng già, chưa chắc sống được, sau đó xuôi theo dòng một con sông hiểm ác, đến khi tới được hang động pha lê ảo ảnh, nơi mà vào hay ra gì cũng bay màu như nhau. Nơi kinh hoàng đã làm Van Helsing bay mất một chiếc bánh sau. Review xong rồi, Google Maps cũng cài sẵn rồi, Van Helsing đưa cây gậy cho Gracie. Thanh niên Johnny kiểu gì cũng phải khoe với vợ trước khi đi. Gracie liền lấy lý do để hai người có thời gian gắn bó tình cảm, Mavis mà biết thì sẽ đòi đi. Johnny thật sự tin Gracie muốn thắt chặt mối quan hệ với mình nên đồng ý. Hội anh chị em bạn gì đang thích thú với diện mạo mới của Johnny, thì Gracie nhắn tin tới báo mình phải đi tìm viên pha lê, và điều quan trọng nhất là không được kể cho Mavis biết. Đám bạn muốn lật kèo không bao che cho Gracie nữa, dù sao giờ lão cũng là người thường rồi không việc gì phải sợ. Nói vậy thôi chứ lúc Frank bấm gửi tin nhắn cả bọn rén vãi trưởng. Tinh thần anh em vẫn là trên hết. Trong phút cao hứng Griffin lấy nước đá chỗ bức tượng lên cụm ly với anh em, bỗng nhiên có hiện tượng lạ. Murray thì bị lột lớp băng ra hiện nguyên hình là người Ai Cập thời đó. Wayner rụng hết lông, Griffin từ từ xuất hiện cái đầu hói.
Frank tự nhiên mọc tóc trở lại, cả đám đã biến thành người. Và điều quan trọng hơn là Griffin thực sự thả rông nên lần lột xác này, khiến anh em muốn lé con mắt. Ba người kia đang sang chấn tâm lý, chỉ có Frank là thích mái tóc suôn dài óng mượt của mình, còn chủ mỏ selfie một cái. Cuối cùng chỉ còn Blaby biến lại thành chiếc thạch rau câu không nói không cử động được. Gracie và Johnny lên máy bay tới Nam Mỹ. Khác với Johnny hào hứng vì lần đầu được bay trong bộ dạng quái vật, thì Gracie thở oxy liên tục, nhìn đâu cũng lo lắng, đặc biệt khi thấy cánh máy bay được dính bằng băng keo, mà băng keo dởm nữa chưa gì đã bị bay mất nửa cánh rồi. Còn gặp ông nội cơ trưởng phút trước còn trấn an người ta, phút ra lái máy bay kiểu không sóc đời không nể. Gracie chịu không nổi liền chạy ra toilet giải tỏa. Bà tiếp viên đưa cho món ăn ổn định dạ dày, nhìn này còn ói gấp đôi luôn. Không được nữa, nên bà ta trói chân Gracie rồi ném ra ngoài cho hít thở không khí trong lành. Này đúng là không cho ai sống nữa mà. Mavis ở nhà vẫn liên tục đi kiếm Gracie hỏi cho ra lẽ, vô tình nhìn thấy bản nháp lời phát biểu của ông. Đọc được đến chỗ Gracie nói sẽ chuyển ngôi cho mình, thì Mavis biết tai mình vẫn ổn định không lác, nhưng đột nhiên nửa đường quay xe vì lý do gì thì cô không biết. Mavis ra ngoài nhìn thấy khung cảnh loạn lạc, Dennis và Winnie đang bị thôi miên thì biết có điểm không lành. Gracie và Johnny đã đến nơi. Đi tìm có viên đá thôi mà vác nguyên cái quan tài thấy mệt ghê chưa? Vừa bước ra ngoài ánh mặt trời thì Gracie theo phản xạ liền chui vào quan tài trốn, quên mất mình đã là người. Johnny dỗ dành vài câu thì Gracie liền ra đứng dưới nắng để nhìn mặt trời. Cả cuộc đời sống trong bóng tối đã bỏ lỡ sự rực rỡ thanh thoát này. Nhìn một chút thì vui nhiều chút thì bỏng luôn con mắt. Gracie ôm mắt lao ra đường xe cộ đang qua lại, suýt nữa thì bị đâm. Cũng may Johnny cứu kịp lúc. Johnny gọi chiếc taxi đi cho em, mà bị lác giữa chừng nên phun lửa vèo vèo làm xe cộ va hết vào nhau. Tại phòng thí nghiệm của Van Helsing, Gigi nay từ quái vật dễ thương lên level thành yêu quái khổng lồ, vừa xấu vừa ác. Gracie và Johnny đi nhờ xe đỏ vào rừng. Johnny vừa đi vừa hát cùng người ta, còn Gracie bị dí bẹp vào một góc, cảm giác như Johnny đã to hơn ban nãy rất nhiều. Cũng vì vậy nên xe đỏ đi còn chậm hơn xe đạp, động cơ xe gánh còng lưng cân nặng của Johnny. Johnny biết thân biết phận nên chạy dùng cái xe luôn. Hội anh em bạn gì còn đang mải trốn mọi người cho tới khi Gracie về, thì vũ trụ dẫn lối cho đụng mặt Mavis và Erica cùng một lúc. Chưa đủ đông vui nhộn nhịp nên cả Wanda và Eunice cùng đến tìm chồng. Không ai biết vì sao bữa tiệc kết thúc thì cả mấy ông đều mất dạng. Đang chuẩn đi trong lặng lẽ thì ánh mắt Wayner va vào bờ mông của Griffin, thế là bể kèo. Frank lỡ lộ rồi nên kệ, khoe vợ mái tóc mới được ban của mình. Mavis còn không nhận ra mấy ông phèn phèn đằng kia là ai. Murray thì da thịt chảy xệ hết cả, nói được vài câu thì lăn ra ngủ. Wanda nhìn chồng mình lạ lẫm, đến mấy đứa con còn chẳng nhận ra bố chúng nên quay sang hành mẹ nó, còn muốn ăn luôn chiếc pudding Blaby tội nghiệp. Erica và Mavis không biết vì sao lại hỗn loạn thế này, đúng lúc TV đưa tin cảnh Gracie trong bộ dạng người tâm thần đi chơi Halloween được một con quái vật cứu giữa đường phố. Mavis liền nhận ra người chồng ngáo đá của mình, Murray tiện thể spoil luôn bí mật mà cả đám đang giấu. Gracie và Johnny đến chỗ cần đến, Johnny giờ đít bự quá không ra được khỏi cái xe, còn Gracie nhận được cuộc gọi của Mavis nhưng không dám nghe, giục Johnny đi lẹ để tìm viên đá. Gracie đi được vài bước thì bị gai nhọn tước hết quần áo, chân đập trúng đá cộng thêm cái quan tài ngàn tấn thì kéo tới Tết Congo cũng chưa xong. Con rể Johnny liền thay đổi cho bố vợ dễ đi, nhân tiện chờ bố khoác luôn dùm mình cái ba lo to tổ bố, đảm bảo bố sẽ thích đi bộ leo núi. Thích con mắt mày. Johnny mở Google Map lên dò đường, vừa đi vừa tận hưởng thiên nhiên, trong khi ông già mấy trăm tuổi bị hành lên bờ xuống ruộng. Đi được một đoạn Gracie nhận ra người mình bốc mùi, trời nhân tiện mưa một cái cho Gracie tắm. Johnny thấy một vũng bùn liền vui vẻ trượt xung quanh. Gracie học theo nhưng số hơi nhỏ nên cắm mặt xuống đất. Thân thể con người của Gracie giờ đây còn bị dị ứng với phấn hoa, mặt mũi đỏ như đít khỉ, nên thay vì đi thì Gracie lăn xuống luôn cho khỏe người. Gracie lết từng bước theo Johnny, người thì ướt đầm mồ hôi lại còn khát khô cả cổ, tiện tay lấy cái gậy ra xem định vị thì sang chấn tâm lý, đi như này biết bao giờ mới tới nơi. Johnny tìm thấy một thác nước đẹp tuyệt vời, Gracie liền lao xuống mặc kệ lời khuyên ngăn của Johnny, và cái kết suýt bị đàn cá piranha làm gọi. Đã mệt nay còn mệt hơn. Mavis lại gọi đến khiến Gracie không còn cách nào khác đành quăng luôn điện thoại. Mavis và Erica ở nhà điên đầu vì không liên hệ được Gracie, cuối cùng tự suy ra Van Helsing có thể có liên quan nên chạy xuống hầm hỏi thử. Nhìn thấy căn hầm nát tươm, chiếc bánh xe lại một lần nữa rớt ra, người thì đang cố thủ. Con chuột Gigi này đã trở thành con quái vật vừa xấu, vừa ác nhảy bổ ra muốn sơi tái mọi người. Van Helsing nhận ra tia chiếu đó hoạt động không ổn định, việc biến hình sẽ càng quái dị, và không ngừng cho tới khi đối tượng trở thành quái thú vô tri phàm ăn.
Thôi tiêu chồng em rồi các bác ơi. Để con quái vật này bớt làm càn, Mavis phối hợp với Erica nhốt nó lại trong ống thông gió, sau đó lên kế hoạch đi tìm Gracie và Johnny trước khi quá muộn. Johnny giờ mọc thêm cả vuốt và lắc ngày càng nhiều, nhưng cậu cũng không nhận ra lắm. Gracie đi vào sâu hơn trong rừng thì gặp muỗi. Vì da Johnny quá cứng chúng không cắn được nên cả bầy chuyển sang Gracie. Bao nhiêu võ công đập muỗi được thi triển hết sức, cho đến khi Johnny sắp bóp bố vợ chiêu thức cuối cùng. Erica đưa mọi người bay sang Nam Mỹ, mọi người ở đây nghĩa là anh chị em chú bác cùng toàn bộ gia đình. Chiếc thuyền của Erica trước đây là để cho săn quái vật nên bẫy ở khắp mọi nơi. Blabby tội nghiệp bị đám con nít bắt nạt. Wayner ráng lục thùng tìm cho Griffin chiếc áo để che thân. Trái ngược với đám bạn Frank rất tận hưởng chiếc body cơ tráng của mình, còn nằm chiêu chiêu phơi nắng nữa. Bầy con của Anna cùng Murray lấy mấy cái bẫy ra nghịch, suýt nữa bắn chúng Mavis nên bị Erica chửi sấp mặt. Mọi người đã bay tới Nam Mỹ. Chiếc nóc nhà quyền lực lấy chiếc xe Jeep ra để chở mọi người đi. Đường thì sóc nên tóc của Eunice dính toàn cây cỏ, trong khi Frank tự tin khoe mái tóc suôn mượt óng ả của mình. Mavis dùng khả năng hóng phốt của mình để tìm dấu vết của Gracie và Johnny, sau đó chỉ đường cho Erica. Gracie tỉnh dậy sau cú tát con rể ban cho, thấy mình đang nằm trên tay Johnny và đi vào vùng sương mù. Nhìn Google Map thì thấy vẫn đi đúng hướng, nhưng mà nó lạ lắm, tự nhiên tín hiệu bị mất rồi cả hai nhận ra mình đang đứng trên đỉnh núi. Johnny không biết mình rẽ nhầm khúc nào mà leo lên được tận đây. Gracie đòi xuống từ độ cao mấy ngàn mét so với mực nước biển, nên Johnny đương nhiên không chịu, sau đó hai người giằng dữ quá nên rớt chung luôn. Gracie bị Johnny quật mấy lần mới nhận ra con rể mình có cánh, nhưng được cái Johnny không dùng được. Gracie bình tĩnh tập cho Johnny khởi động mọi bộ phận để vỗ được cánh, cuối cùng Johnny bay được phi xuống đón Gracie, rồi hai cha con lượn lượn vài vòng cho vui. Đến tối, Johnny vẫn còn hưng phấn với đôi cánh nên bay hoài. Gracie ngồi nướng marshmallow ăn, không chú ý nên cháy mất tiêu. Johnny dạy Gracie nếu bóc lớp vỏ cháy bên ngoài, thì sẽ tìm được phần ngọt và dính bên trong để ăn, cũng giống như nếu Gracie chỉ nhìn thấy điều tồi tệ sẽ bỏ lỡ những điều hay nhất. Nên tốt nhất hãy chơi đồ như con để luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Gracie làm theo và mê luôn, nhận ra trước giờ mình không nhìn thấy vẻ tích cực của mọi việc, cũng là do nuôi con một mình nên nhìn cái gì cũng lo lắng, nên Gracie xây một cái khách sạn để bảo vệ gia đình mình và mọi người. Johnny biết khách sạn quan trọng như một phần gia đình của Gracie, nhưng ông vẫn tin tưởng giao nó lại cho mình thì vô cùng xúc động. Gracie nhìn Johnny chân thành như vậy, nên chuẩn bị nói cho cậu biết sự thật về luật đất đai ông tự bịa, thì nóc nhà lao xe tới. Mavis đoàn tụ với Johnny, Gracie nhìn thấy Erica lập tức gồng bụng mỡ lên thành cơ ngực, nên Erica khuyên Gracie khó quá thì mình bỏ qua đi anh. Gracie nhìn thấy những người anh em thiện lành của mình cũng biến thành người, thì không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi lý do gì mà theo được tới tận đây. Mavis hỏi Johnny sao tự nhiên chuyển hướng sang làm quái vật, thì Johnny thật thà kể lại hết luật đất đai của Gracie. Gracie nói giảm nói tránh để giải thích cho mọi người, nhưng mọi người đều hiểu Gracie không muốn trao khách sạn cho Johnny nên bịa chuyện. Mọi người vây xung quanh chất vấn Gracie, Johnny hiểu ra mình bị lừa liền tức giận, càng tức càng biến hình khổng lồ, sau đó quay đuôi bỏ đi. Mavis cũng giận Gracie luôn, hóa thành rơi rồi đuổi theo Johnny. Erica chở Gracie đi tìm viên pha lê, nói cho Gracie nghe, nếu không biến hình kịp lúc Johnny sẽ càng trở nên to lớn và hung dữ. Gracie nhìn định vị chỉ đường cho Erica chạy đâm vào vách đá, mà Gracie có nhìn đường đâu mà biết, nên Erica vì tin cứ đâm đầu. Đâm thẳng dòng sông phía dưới nhưng đã kịp biến hình chiếc xe. Mavis đuổi theo Johnny, giờ đây cậu ngày càng khổng lồ, quần áo bị xé rách dính hết lên cây, chân size to như này thì giày nào mang cho vừa. Mavis nhìn thấy Johnny, cậu nhận ra Mavis một chút, nhưng Mavis vừa nhắc đến Gracie thì con quái vật trong Johnny lại trỗi dậy. Cả đám đang băng qua con sông để vào hang động pha lê, Gracie nhớ lại lời Van Helsing nói chỗ này ra vào gì cũng chết, mới nhớ lại xong liền linh nghiệm, chiếc xe lao thẳng xuống thác nước bên dưới, núi lửa phun trào khắp nơi. Erica luồn lách chiếc xe qua mấy đoạn phun trào, gặp tảng đá hơi bự liền phi lên, không ngờ bên dưới là núi lửa phun trúng chỗ Wayner đang ngồi. Chưa kịp định thần thì lại bị đá trên hang rơi xuống. Ba đứa con của Wayner không lấp lỗ được lâu, nước tràn vào chiếc xe khiến nó từ từ chìm xuống, cả đám bấu víu vào nhau, người này leo lên người kia, lấy người đàn ông đến từ thời cổ đại Ai Cập làm điểm tựa, mà không ngờ là mình đến nơi rồi. Gracie bò vào trong lỗ, lấy đèn pin soi đường làm pha lê trong đó phản chiếu ánh sáng vào nhau, cả một hang động bừng sáng. Mavis lúc này vẫn đang dỗ dành Johnny thì Erica gọi thông báo, sau đó gửi định vị để Mavis dụ Johnny tới theo. Cả đám đi vào trong, idol top Frank không quên ngắm mình một cái.
Mới chớp mắt mà mọi người đã lạc nhau, không ai biết ai ở đâu, chỉ nhìn thấy hình phản chiếu của đối phương. Gần ngay trước mắt mà tìm hoài không thấy là đây. Mavis dụ Johnny đi theo mình mà khó khăn quá, vừa né cú táp vừa né lửa này còn phải né luôn mặt trời. Nhưng mà động pha lê cũng ngay bên cạnh rồi, Mavis vào trong động rồi cũng mù đường như bao người luôn. Gracie tìm thấy Mavis liền bị con gái yêu đấm cho một cú. Gracie còn chưa tìm thấy viên pha lê mà Johnny ngày càng to hơn, đấm liên tục vào vách đá khiến hang động rung chuyển. Johnny còn tìm thấy Gracie trong đó nữa nên gấp đôi canxi đấm mạnh hơn. Pha lên trong hang rơi xuống làm mọi người tháo chạy, gia đình nhà sói này còn mài điểm danh các con mà còn quá trời đứa chưa ra được. Gracie chạy né tùm lum cuối cùng ngã đập đầu vào vách hang khiến nó nứt ra, rồi lộ ra viên pha lên đỏ. Mavis liền lấy viên đá đỏ gắn vào cây gậy, sau đó chĩa thẳng vào Johnny ngắm bắn nhưng mà ánh sáng mặt trời cũng lọt qua những khe hở mà Johnny tạo ra khiến Mavis không ngắm chính xác được. Thế là hội anh chị em bạn gì team work che chắn cho Mavis lên tới đỉnh đá nơi không có ánh mặt trời, ngắm bắn trúng Johnny nhưng mà sao không biến đổi gì hết. Johnny đi thẳng vào trong hang động, Gracie đạp trúng Blabby, rồi ngộ ra chân lý nên đạp bạn yêu thêm cái nữa để trượt về phía Johnny. Johnny bắt được Gracie, giận dữ chuẩn bị phun lửa nướng mọi ông, thì Gracie lấy lý thuyết Marshmallow ra nói với con rể, rằng Johnny chính là chất kết dính của gia đình. Nhưng kiểu này hơi cồng kềnh không ai hiểu, nên Gracie nói luôn bản thân mình đã xem Johnny là một thành viên trong gia đình, phải đến khi là con người ông mới nhận ra điều này. Lời xin lỗi chân thành của Gracie đã chạm được tới Johnny, cậu ôm lấy Gracie rồi Mavis bắn thêm phát nữa, Johnny trở lại thành người. Xong việc, mọi người lên tàu về nhà. Frank tuy đã trở lại là quái vật nhưng vẫn không từ bỏ được mái tóc xoái cưa của mình, Eunice đành tiễn nó đi dùng chồng. Wanda tranh thủ chiêu chiêu để đám con lại cho Wayne trông. Griffin giờ đã tàng hình trở lại nên muốn thả rông tiếp, Blabby cuối cùng cũng trở lại làm quái vật, còn được Bonus thêm đôi mắt. Gracie quay về hình dáng phong độ như xưa. Johnny vẫn còn đam mê làm quái vật lắm nên tính nói Van Helsing cho mình cái đuôi, nhưng mà Mavis đã tém cái nết chồng mình lại. Gracie cuối cùng cũng mở lời được chuyện thừa kế khách sạn, nhưng mà tới nơi thì khách sạn cháy mất tiêu. Con quỷ Gigi đã gặm nhấm mọi thứ khi không có ai ở đây. Gracie dùng hết sức bình sinh nhắm bắn vào Gigi, rồi đi nhặt lại từng mảnh của khách sạn. Mavis và Johnny an ủi Gracie, hứa sẽ xây lại như cũ, nhưng cũng đến lúc Gracie chuyển ngôi lại cho hai người và bắt đầu một chương mới. Một năm sau, khách sạn được xây lại y chang khách sạn cũ, nhưng được cái bên trong đổi mới hơn. Bây giờ trở thành khách sạn kiêm spa sức khỏe của Mavis và Johnny.